làm nồi cho Future 125 FI, tại vì chiếc xe khách đang lắp ráp nha anh em. Làm full nồi trước nồi sau luôn nha ha, hai nồi luôn. Anh em nào chạy Future 125 thôi được à, Future 125 FI nha anh em, bắt full nồi máy yếu hao xăng cũng qua tiệm xe khách này. Xe chạy ráp chạy dở hàng nha anh em, bao làm nồi chạy mạnh bóc bền thôi. Ủa được, có nào ai solo ra chưa? Là thời gian làm nồi khoảng 1 tiếng là xong anh em ha. Anh em tới địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2 phường 3 quận 10. Là máy móc ngã tư Thành Thái 3 tháng 2 kế bên hông siêu thị nha anh em. Mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ anh em ha. Future 125 FI. Anh em ở xa có thể liên hệ Khánh để gửi xe hoặc mua hàng ha. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Nhận ship Hàn Quốc cho anh em. Chào tất cả anh em. Ngồi để anh gọi qua.